Trận đấu tâm điểm ở vòng 3 chính là cuộc đọ sức trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội TNT. Cuộc đại chiến của họ ở mùa giải năm ngoái vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ khi tạo nên một trận chung kết trong mơ của cả một mùa giải. Trong trận đấu đó, Sông Lam Nghệ An là những người giành chiến thắng. Đang độc chiếm trên ngôi đầu bảng với 2 chiến thắng liên tiếp, Hà Nội TNT đang tràn đầy tự tin cho chuyến hành trình trở lại Vinh với mục tiêu giành chiến thắng để quên đi thất bại ở mùa giải năm ngoái. Sẽ là một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và chứa đựng thật nhiều cảm xúc. Hà Nội TNT đang thăng hoa thì đội bóng cùng thành phố câu lạc bộ bóng đá Hà Nội lại đang ngụp lặn ở những vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Sở hữu đội hình toàn sao như Thành Lương, Timothy, rồi những tân binh như Công Vinh. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh vẫn đang loay hoay đi tìm tiếng nói chung. Liệu điểm tựa hàng đấy có thể giúp họ giành được 3 điểm đầu tiên trước Khatô Khánh Hòa? Nỗi buồn của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng là câu chuyện chung của Vi-xem Hải Phòng. Fan mừng này của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hưng vẫn chưa hề xuất hiện ở mùa giải năm nay. Mở đầu mùa giải với những tham vọng cùng hàng loạt những bản hợp đồng bom tấn trên hàng công như Ansa, Fagan hay Đình Tùng. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, đội bóng thành phố Cảng vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng thất vọng của mình ở mùa giải năm ngoái. Đối thủ của họ ở vòng này là kẻ cùng khổ tập đoàn Cao Su Đồng Tháp. Cả Hoàng Anh Gia Lai và SCB Đà Nẵng đang có thành tích bất bại và họ sẽ có cơ hội chạm trán với nhau tại Chi Lăng để phân định ngôi thứ. Trong khi đó, với điểm tựa sân nhà, Kilom Anh Kiên Giang hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước Sài Gòn FC như những gì mà họ đã tạo ra trước câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vòng đấu trước. Tất cả sẽ tạo nên những ngày cuối tuần thực sự sôi động trên khắp sân cỏ cả nước với vòng 3 của Eximbank Super League 2012. Thưa quý vị.